Đôi khi anh thường muốn có niềm vui mỗi tối dòng chơi đây đó cùng bạn bè gần xa. Ba-da-ba-ba. Khi xưa anh là thế đây, giờ đây đã có ai đó trong ngóng trở về nhà thật nhanh. Một nụ hôn ấm áp vòng tay ôm phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ. Cứ trôi qua một ngày nhớ, chỉ cần nhìn thấy em cười vui. Oh na 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 na. Và rồi anh sẽ trở về trước khi nắng tan hoàng hôn. Từng chiều để em khi ấy mỉm cười đón anh. Đây là cảnh quay cuối cùng của Andy và đây là cảnh mà chúc bãi rác sau khi đã với nhau rồi. Thì mới bắt đầu cùng nhau chạy ra bãi biển trên một chiếc xe rất là đẹp. Đạo diễn chương trình bây giờ cái đường bãi rác với chúng lo lắng không phải là nắng nóng mà đang lo lắng là gió quá lớn. Thì mỗi lần gió lớn thì đầu hai đứa như vậy đó, thổi tùm lum hết. Mà hy vọng rằng là với sự hỗ trợ của đạo diễn chương trình sẽ quay lên đẹp trực đẹp trên biển này. Đôi khi xấu mà nó ngon. Có nỗi nhớ chỉ sợ chờ thật lâu, dẫu vài lần thôi. Anh yêu em vì thế đây, chỉ cần bên anh dù có mưa gió chẳng sợ điều gì đâu. Một nụ hôn ấm áp vòng tay ôm phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ. Cứ trôi qua một ngày nhớ, cần nhìn thấy em cười vui. Và rồi anh sẽ trở về trước khi nắng tan hoàng hôn. Từng chiều để em khi ấy lại Yeah.